Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Kính thưa Đại Đức trụ trì cùng toàn thể chư tôn đức tăng và nhất là quý nam nữ Phật tử có mặt trong buổi tối ngày thứ tư đại lễ Phật Đản hôm nay. Nãy tụng kinh Đại Đức trụ trì có nhắc nhở quý Phật tử đó là chúng ta đã được cái diễm phúc là chúng ta tu tập 7 ngày mà chúng ta tưởng nhớ đến cái ngày sinh của Đức Phật. Để mai mốt mình có chết đó, thì ít ra gì mình cũng có trình và mình trình với mọi người là con ở trên an lạc, con có tu 7 ngày, hiểu không? Phước báo lắm, đúng là như vậy đó quý Phật tử. Quý Phật tử hôm nay là ngày Phật sinh ra, đúng không? Nhưng mà quý Phật tử tụng kinh gì? Tụng kinh Niết Bàn là ngày Phật nhập diệt. Mừng cái ngày Phật sinh ra mà tụng kinh cái ngày Phật Phật nhập Niết Bàn, phải không? Phật viên tịch. Ở đây quý Phật tử, sở dĩ mà Đại Đức trụ trì cho quý Phật tử tụng kinh như vậy đó, có một số mà ở ngoài người ta nói ủa bữa nay là ngày sanh của Phật mà tại sao tụng kinh ngày mà Phật nhập diệt. Nhưng mà thật sự ra đó, Đại Đức trụ trì muốn nhắc nhở quý Phật tử cái sanh diệt hay là cái sanh tử trong cuộc đời này không có quan trọng. Cuộc đời này nó cũng giống như là một cái toa tàu. Và tuổi thọ của chúng ta giống như cái đường ray khép kín. Cái ngày mà chúng ta từ sân ga, chúng ta bước lên toa tàu của cuộc đời, người ta gọi là ngày sinh. Rồi khi chúng ta ngồi trên cái toa tàu của cuộc đời đó quý Phật tử, quý Phật tử đăng ký, có người đăng ký là tôi lên rồi tôi xuống liền, có người đăng ký 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm, 70 năm, 80 năm, vân vân. Khi mình đăng ký xong rồi đó thì cái toa tàu của cuộc đời nó sẽ quay, nó quay vòng tròn. Nó quay từ từ đến cái mà năm mình đăng ký đó thì toa tàu nó dừng lại, hiểu không? Quý Phật tử bước xuống sân ga, lúc bây giờ người ta gọi là chết, đơn giản như vậy thôi. Cho nên sống và chết nó chỉ là một sân ga ở cõi vô hình. Cái ngày mà chúng ta từ sân ga cõi vô hình bước lên toa tàu của cuộc đời gọi là sinh, và từ cái toa tàu của cuộc đời bước xuống sân ga gọi là tử. Sanh tử không có quan trọng. Cho nên hôm nay Đại Đức trụ trì đó mừng cái ngày sinh của Phật mà tụng kinh ngày nhập diệt của Phật để nhắc nhở quý Phật tử rằng cuộc sống của chúng ta sanh và tử không có quan trọng đâu, mà quan trọng là chúng ta ngồi trên toa tàu, tức là quý Phật tử sống hiện tại ở nơi đây. Chúng ta nói năng như thế nào, chúng ta suy nghĩ như thế nào, chúng ta hành động như thế nào, để cái ngày mà quý Phật tử bước xuống sân ga, cái điều quan trọng ai đón mình. Hiểu chưa quý Phật tử? Sống và chết không có quan trọng, mà quan trọng là cái ngày mà mình bước xuống sân ga, ở bên tay phải mình có 3 người đứng đón, bên tay trái mình có 2 người đứng chờ. 3 người đứng đón là gì? Đức Phật Di Đà, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí. Mình sống như thế nào, mình nói năng như thế nào, tâm tư mình ra làm sao, đạo đức của mình, thánh thiện của mình, mình cúng dường cho chúng sinh như thế nào để gọi là phục vụ chúng sinh, tức là cúng dường chư Phật. Tình thương của mình như thế nào để gọi là lan tỏa. Để rồi cái ngày mà mình bước xuống sân ga, Đức Phật A-di-đà, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí gọi là Tam Thánh Từ Tôn Phật phóng hào quang đón linh hồn của chúng ta về bến bờ bình yên của Phật. Còn bây giờ hiện tại quý Phật tử sống, quý Phật tử cứ sân hận, quý Phật tử cứ hơn thua, quý Phật tử cứ tranh giành, quý Phật tử cứ gom góp, mình cứ chiếm đoạt, mình không bao giờ lan tỏa tình thương của mình. Trái tim của mình luôn khép kín, trái tim của mình luôn băng giá, trái tim của mình là ngục tù. Thì quý Phật tử ơi, cái ngày mà mình bước xuống sân ga, hai đứa nó đứng đón mình. Một đứa mặc áo trắng, một đứa mặc áo đen.
gọi là gì? Hắc bạch vô thường. Lúc bấy giờ khi chúng ta nằm trên giường bệnh, mắt của chúng ta trợn lên, miệng chúng ta hả ra, tay chân của chúng ta quơ tùm lum hết, chúng ta thều thào trong cổ họng như là một xác chết vậy đó. Một xác chết đang dãy dùng lê lết, mặt nhăn nheo xanh ngắt lạnh màu da. Quỷ vô thường đứng chực đó không xa, quăng dây xích lôi ta về đất chết. Đạo tràng chùa An Lạc tối hôm nay nè, thích ba người đón hay thích hai người đón? Mô Phật, cái miệng của con thì con nói thích ba người, mà sao con chết hai đứa nó cứ đứng chờ con hoài? Hiểu không quý Phật tử? Có đôi khi chúng ta mặc áo tràng, chúng ta cầm sâu chuỗi, chúng ta nắm tay, mà cái đầu của mình cứ tưởng là nắm tay Phật, rồi ung dung đi, đến một hồi sao mà tay ông này làm cái gì mà lông lá không vậy ta? Nhìn lên, quỷ. Rồi nó đi một hồi vậy đó, cái bắt đầu thấy cái cổng chào có bốn chữ thiệt là lớn, mà không phải là Tây Phương Cực Lạc, mà là địa ngục A Tỳ. Có đôi khi chúng ta mặc áo tràng, chúng ta cầm sâu chuỗi, mà chúng ta lại đi vào con đường của ma đưa lối. Ghê không quý Phật tử? Coi chừng nghe, thầy nói thiệt đó. Hồi nãy Đại Đức Trụ Trì nói mà cái ơn đức của Đức Phật tuyệt vời lắm. Ơn đức của Đức Phật cao cả lắm quý Phật tử. Cho nên có cái ngày đó, Đức Phật nói với Tôn giả A Nan, hôm nay Như Lai nhập mùa hạ này là mùa hạ cuối cùng, Như Lai sẽ vào Niết Bàn. Lúc bấy giờ Tôn giả A Nan khóc, và Tôn giả nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài nói với chúng con rằng Ngài sống với chúng con 120 tuổi Ngài mới vào Niết Bàn. Sao hôm nay Ngài chỉ mới có 80 tuổi Ngài lại vội vã bỏ chúng con mà đi? Lúc bây giờ Đức Phật mới nói với Tôn giả A Nan rằng: Này A Nan, cái ngày mà Như Lai thành đạo dưới cội Bồ Đề, thiên ma ba tuần nó chỉ thẳng vào mặt của Như Lai và nó thét lên rằng: Hỡi đạo sĩ Cồ Đàm, hôm nay ta phá ngươi không được, ta thề triệu triệu kiếp về sau, nơi nào có đệ tử ngươi ta thề tiêu diệt sạch. Này A Nan, qua cái lời nguyền của quỷ năm xưa như vậy, cho nên hôm nay Như Lai dành lại cho tất cả những đứa con của Như Lai 40 năm tuổi thọ. Đáng lẽ sống 120 tuổi nhưng mà nhường lại cho chúng ta nè, kể cả các thầy, quý Phật tử, áo vàng, áo lam, áo nâu, 40 năm công đức, 1/3 tuổi thọ của Đức Thế Tôn. Rồi Đức Thế Tôn dắt 40 năm công đức đó thành từng giọt máu tinh khiết. Rồi cái ngày mà quý Phật tử nói: Hôm nay con quy y Phật, không quy y tà thần quỷ vật, con quy y Pháp, không quy y ngoại đạo tà giáo, chúng con quy y Tăng, không quy y thầy tà bạn dữ. Ngày đó quý Phật tử có pháp danh, tức là quý Phật tử đã nhận trong trái tim của mình một giọt máu tinh khiết của Phật. Hôm nay mình là con của Phật, trong trái tim của mình có máu Phật. Đạo tràng chùa An Lạc giơ tay lên coi ai đã quy y rồi. Quý Phật tử đã quy y rồi thì trong trái tim của mình có giọt máu của Phật, mình là con của Phật. Thì quý Phật tử ơi, chúng ta phải sống như thế nào, nói năng như thế nào, suy nghĩ như thế nào, hành động như thế nào để đừng bao giờ làm quen ố giọt máu tinh khiết mà Đức Thế Tôn đã ân cần trao gửi đến cho chúng ta. Hiểu không? Nhiệm vụ của mình rất là đơn giản. Cho nên hôm nay vào lúc 7:30 tối tại đạo tràng chùa An Lạc, được Đại Đức Thích Thuyện Tệ trụ trì chùa An Lạc có nhã ý mời chúng tôi đến đây để nói chuyện với quý Phật tử. Và buổi nói chuyện hôm nay được mang tên là Thông Điệp Từ Phật Đản. Thì quý Phật tử thấy rằng Phật Đản là gì? Cái nghĩa đen của nó, chữ Phật là ông Phật, nghĩa đen thôi. Còn chữ Đản là gì? Là sinh ra một cách khác thường. Cho nên nếu mà nói Phật Đản sinh là dư cái chữ sinh á, tại vì chữ Đản là sinh rồi,
Nhưng mà chữ đản sở dĩ mà gọi là đản bởi vì sinh ra khác thường. Không phải chỉ có Thái tử Sĩ Đạt Đa sinh ra mới khác thường, mà trong thế gian của mình có nhiều người sinh ra nó cũng khác thường lắm quý Phật tử, hiểu không? Tại vì sao vậy? Cái ngày sinh của Đức Phật nó được chia ra làm hai. Tức là ngày sinh, tức là Phật đản theo lịch sử, và Phật đản theo giai thoại. Hiểu không? Phật đản theo lịch sử và Phật đản theo giai thoại. Sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi, tất cả những cái mà gọi là công đức tu tập của Đức Thế Tôn, tất cả những cái công đức thuyết pháp của Đức Thế Tôn, tất cả những cái quá trình tu tập của Đức Thế Tôn, 49 ngày tư duy thiền định để Đức Thế Tôn thành Phật. Ngài độ đệ tử của Ngài, cho nên sau khi Ngài nhập Niết Bàn, đệ tử của Ngài quá tôn kính Ngài, cho nên rồi Ngài đưa thành những giai thoại. Hiểu không? Đưa thành những giai thoại. Giai thoại thứ nhất là gì? Sinh ra bước đi trên bảy hoa sen. Giai thoại thứ hai, tay chỉ trời, tay chỉ đất, miệng thì hô to thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Giai thoại thứ ba là đưa cái bàn chân đạp lên trên trán của đại tiên A Tư Đà. Đó là những giai thoại về Đức Thế Tôn sanh ra từ hông phải của Thánh Mẫu Ma Gia. Thấy không? Giai thoại. Nhưng mà thật sự ra về phía lịch sử, Đức Phật sinh ra nó cũng có những cái đặc biệt thôi, nhưng mà không phải là bước đi trên bảy hoa sen, tay chỉ trời, tay chỉ đất. Mà cái ngày Thái tử Tất Đạt Đa sinh ra thì trùng hợp trong ao sen vườn Lâm Tỳ Ni có bảy hoa sen cùng nở. Quý Phật tử hiểu không? Ngài vừa sinh ra trong ao sen nở bảy đó liền. Tại sau này người ta kết hợp giữa cái bảy hoa sen trong ao Thất Bảo và hình ảnh của Đức Thế Tôn, Ngài thần thánh quá cho Đức Thế Tôn bước đi trên bảy hoa sen. Nhưng mà không phải tự nhiên mà các vị đưa cái giai thoại đó cho chúng ta nghe hay là cho chúng ta biết, mà giai thoại đó có một quyền nghĩa rất là sâu sắc. Hiểu chưa quý Phật tử? Mình là con của Phật, Ngài Phật đản ai cũng biết hết đó. Nhưng mà bảy bước hoa sen, cái tự nhiên mình nói, có nhiều người ta nói sao mà mới sanh ra mà ổng bước đi trên bảy bông sen, thấy ghê vậy trời. Hiểu không? Rồi sanh ra từ hông phải nhảy xuống. Thật sự ra quý Phật tử ơi, sau này thì người ta thần thánh, thần tượng Đức Thế Tôn của mình, cho nên cho Đức Thế Tôn sinh ra không phải là nơi bất tịnh trong cơ thể, hiểu không? Sanh ra cái chỗ khác. Nhưng mà kỳ thực, thầy xin thưa với quý Phật tử, Thái tử Tất Đạt Đa sanh ra cũng giống như bao nhiêu đứa trẻ bình thường khác. Kính thưa quý Phật tử, mẹ là gì? Mẹ là nguồn sống, mẹ là gia sản, mẹ là kho tàng. Mẹ chất chứa trong kho tàng của mẹ đó là gì? Là thần đồng, là thiên tài, là vĩ nhân, là tuyệt vời, vân vân và vân vân. Thầy xin thưa với quý Phật tử, sanh ra bất cứ nơi nào trong cơ thể của mẹ cũng tuyệt vời cả. Hiểu không? Không sao hết. Đức Thế Tôn sanh ra rất là bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng mà sanh ra xong rồi thì bảy hoa sen trong ao Thất Bảo, trong ao sen ở Lâm Tỳ Ni tự dưng nó nở ra thôi. Nhưng mà cái nở ra không phải tự dưng mà nở, nhưng mà ngài mà sinh ra tự nhiên hoa sen nở. Mà hoa sen là gì? Gần bùn, không ô nhiễm mùi bùn. Thì người ta báo trước rằng Thái tử Tất Đạt Đa sau này gần trần gian mà không bị trần gian ô nhiễm. Hiểu không? Một điềm báo trước như vậy thôi. Biết bao nhiêu đứa trẻ trong cuộc đời này sanh ra vẫn có những cái điềm mộng tốt, người ta gọi là thắng mộng. Cái đó không quan trọng gì cả, không có thần thoại, không có thần thánh gì hết. Mà đây là một điểm trùng hợp. Bởi vì sao vậy? Vô lượng vô biên kiếp của Thái tử Tất Đạt Đa, Ngài đã tu mà tâm hồn Ngài không bao giờ bị vẩn đục. Cho nên khi Ngài sinh ra, bông sen nở để báo hiệu cho nhân loại rằng đây sau này sẽ là một bậc vĩ nhân sống giữa trần gian mà không bao giờ bị trần gian ô nhiễm. Cho nên bông sen nở ra. Hiểu không?
cái giai thoại mà nói Đức Phật bước đi trên bảy hoa sen, thì quý Phật tử nên nhớ rằng bảy bông sen nở trong ao, nhưng mà sau này các đệ tử của Ngài cho Ngài bước đi trên bảy hoa sen. Để chi vậy quý Phật tử? Người ta muốn cho quý Phật tử sau này hiểu rằng Đức Thế Tôn sinh ra không phải ngồi một chỗ, mà Đức Thế Tôn sinh ra để mà đi. Tại vườn Lâm Tỳ Ni, sau khi sinh ra rồi lớn lên trong Ca Tỳ La Vệ, Ngài đã đi. Sau khi thành đạo, Ngài đi khắp đất nước Ấn Độ, Ngài đã thuyết pháp hơn 300 hội. Quý Phật tử ơi, thuyết pháp hơn 300 dư hội để độ chúng sinh, và Ngài ôm bình bát, Ngài đi cùng với tất cả các vị tỳ kheo, đi không cần biết điểm đến, Ngài chỉ biết đi để mà đi. Hiểu chưa? Cho nên bảy bước hoa sen đó để báo hiệu cho nhân loại thấy rằng sau này Thái tử Tất Đạt Đa sẽ trở thành Phật Thích Ca, và Ngài sẽ đi để mà đi, đi để dẫn đường cho chúng sinh, đi để lại dấu chân Phật, đi để cho tất cả những đứa con sau này đặt dấu chân của mình vào dấu chân của Phật. Hiểu không? Chứ không phải tự nhiên mà người ta nói đâu. Nhưng mà người ta muốn để cho tất cả quý Phật tử sau này hiểu về cái quá trình, về cái công năng, về tất cả những hành tung của Đức Thế Tôn. Con số 7 là gì? Là con số thành tựu. Chủ nhật thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, rồi chủ nhật. Có nghĩa là thành tựu về thời gian. Cái đạo tràng chùa An Lạc quý Phật tử đang ngồi, nó cũng phải đủ 7 điểm, nó mới thành nên không gian. Ở dưới chân mình là 1, trên đỉnh đầu mình là 2, bên trái là 3, bên phải là 4, sau lưng là 5, trước mặt là 6, và chính giữa không gian này một điểm nữa là 7. Nó mới hình thành nên cái không gian cho quý Phật tử ngồi. Chứ nó có 6 điểm nó xẹp lép rồi sao ngồi? Hiểu không? Phải có cái điểm thứ 7 chính giữa nữa thì nó hình thành nên không gian. Cho nên con số 7 là con số thành tựu về thời gian, thành tựu về không gian. Cho nên Đức Thế Tôn ngồi thiền định ở dưới cõi Bồ Đề 49 ngày, có nghĩa là 7 lần 7, 49, thành tựu, đại thành tựu của Ngài. Một quá trình tu tập, một quá trình mà Đức Thế Tôn, tức là đạo sĩ Cồ Đàm, hóa giải tất cả những cái ngổn ngang trong tâm tư của mình. Hóa giải những ngổn ngang để cho tâm hồn của Ngài bắt đầu sáng, nó phóng hào quang được. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói: "Này A Nan, Như Lai ngồi thiền định dưới cõi Bồ Đề 49 ngày, không phải để thành một vị thần, một vị thánh bước đứng trên hoa sen nghìn cánh, phóng ra muôn ngàn tia hào quang rực rỡ. Đức Thế Tôn ngồi dưới cõi Bồ Đề 49 ngày để thành Phật, tức là từ một con người khuyến diện để trở thành một con người toàn diện, một con người còn khiếm diện trở thành một con người toàn diện." Tức là Đức Thế Tôn nói Như Lai thành đạo dưới cõi Bồ Đề trở thành một con người hoàn hảo từ một con người còn thiếu sót. Cho nên Đức Phật nói ta là Phật đã thành, có nghĩa là ta là con người hoàn hảo, còn các con là Phật sẽ thành, bởi vì các con là con người còn thiếu, sau này các con cũng sẽ hoàn hảo như ta. Hiểu không? Quý Phật tử có cảm giác rằng tất cả chúng ta còn thiếu nhiều lắm quý Phật tử. Cái thông điệp mà Đức Thế Tôn muốn gửi đến cho chúng ta, thông điệp Phật đản gửi đến cho chúng ta rất là nhiều. Mình còn thiếu lắm. Đức Thế Tôn sinh ra ngay gốc cây, gửi gắm cho chúng ta một thông điệp. Gốc cây là gì? Sự sống. Chẳng có gì hết. Sanh ra từ gốc cây, thành đạo ở gốc cây, thuyết pháp ở gốc cây, nhập niết bàn ở gốc cây. Đó là thông điệp của sự sống. Đức Thế Tôn chọn gốc cây để mà mở màn cho một sự sống. Bắt đầu sự sống là gì? Là đâm rễ. Cội rễ của gốc cây phải đi sâu vào trong lòng đất. Rồi cái thân cây là gì? Là vươn mình trong cuộc sống. Rồi nhánh lá là gì? Là tỏa bóng mát khắp mọi nơi. Cuối cùng rồi ra hoa và kết trái yêu thương. Đây là sự sống mà mình còn thiếu. Quý Phật tử có cắm rễ sâu trong cái lòng đất không? Đất là gì? Đức Phật gọi là đất tâm, là Phật. Cho nên cái tâm của mình không bao giờ bắt rễ vào trong cái Phật của mình. Hiểu không quý Phật tử?
rễ của mình nó còn lung lay lắm, hiểu không? Đi chùa vậy đó mà cái rễ nó cạn siêu à. Vô mà người ta nói nặng nói nhẹ là ngoeo quẩy xách giỏ đi liền. Thầy Thiện Tuệ nói: ủa sao cô hai, sao bữa nay đi về vậy? Con nói thiệt với thầy, con không đi chùa, con buồn lắm. Nhưng mà con nói với thầy là có con mẹ này là không có con. Cái rễ của mình nó bắt ở trong lòng đất Phật của mình, nó cạn quá quý Phật tử. Cho nên mình nó bị đung đưa. Sóng gió của cuộc đời, phong ba của cuộc sống, bão táp nghiệt ngã, nó làm cho mình dễ tróc gốc, hiểu không? Cho nên đi chùa là đi chùa, bỏ chùa cũng là bỏ chùa như chơi thôi. Thấy không? Thông điệp của Đức Thế Tôn gửi cho chúng ta là gì? Hãy bắt rễ thật là sâu, niềm tin nghị lực của mình phải bắt sâu vào trong đất Phật, tức là vào trong tâm Phật của mình. Cho nên dù ai nói ngã nói nghiêng, hiểu không? Lòng ta vẫn vững như kiền ba chân. Quý Phật tử ơi, mình là con của Phật. Quý Phật tử đừng bao giờ gửi gắm linh hồn của mình lên bờ môi của thiên hạ. Hiểu chưa? Cái sai lầm lớn nhất của chúng ta khi đi chùa, mình là con của Phật, mặc áo tràng rồi. Đạo Phật là đạo yêu thương, Đức Phật là đấng yêu thương, Bồ Tát Quan Âm là mẹ yêu thương. Chiếc áo tràng lam của quý Phật tử mặc là trang phục của yêu thương. Thì mỗi một Phật tử ngồi trong đây là sứ giả của yêu thương, phải không? Sứ giả gì mà yếu quá, hiểu không? Hồi xưa đó, thiền sứ của hòa bình đó, là quý Phật tử. Mặc áo tràng lam là cái màu huyền mà, hiểu không? Áo tràng lam là màu áo của Phật Bà Quan Âm. Tại vì mình nhìn lên trên trời á, trời màu lam, cho nên mình nhìn thấy cái màu lam nhạt của Bồ Tát Quan Âm, mình tưởng đâu là màu trắng, cho nên mình gọi Bồ Tát Quan Âm là gì? Bạch Y Đại Sĩ. Nhưng mà thiệt sự là màu lam. Tôi yêu lắm màu lam, màu sen trắng, màu chứa chan, màu sâu lắng nguồn tâm, màu từ bi, màu áo Quan Thế Âm, màu dương liễu, màu thẩm thâm tịnh thủy. Mặc áo Quan Âm, mặc áo tràng lam, tức là mặc chiếc áo của Bồ Tát Quan Âm, là thiên sứ của hòa bình. Hồi xưa thiên sứ của hòa bình đi đến đâu chúng sanh không còn đau khổ đến đó. Còn bây giờ thiên sứ của mình bay đến đâu chúng sanh chết tới đó, hiểu không? Bây giờ ngồi vậy đó, nghe tụng kinh, ngồi niệm Phật vậy đó mà làm được mệnh danh là thiên sứ của hòa bình, mà con mũi nó đậu vô trong cái chân mình một cái là thiên sứ hòa bình ba ngang, là con mũi nghe một cái chát xong, hiểu không? Thiên sứ của hòa bình đi đến đâu mà con mũi nó tan xác tới đó, rồi làm sao thiên sứ hòa bình? Cho nên mình đi đến đâu rồi là quý Phật tử phải làm sao đem yêu thương để ban rải khắp mọi nẻo đường. Đó là nhiệm vụ của chiếc áo tràng lam, là sứ giả của yêu thương. Thì có như vậy đó thì cái tâm hồn của chúng ta mới có thể nói là bắt rễ sâu trong tâm Phật của mình được. Còn đằng này mình bắt yếu quá, cho nên cái rễ nó yếu, cho nên cái thân, quý Phật tử ơi, nó dương mình nó cũng yếu. Không phải là dương mình lớn vậy mà dương mình còn yếu lắm. Mà cái thân của mình yếu thì cái tàn của mình nó cũng yếu. Hiểu chưa? Cội rễ của mình là gì? Cội rễ của yêu thương. Thân của mình là gì? Thân của yêu thương. Tàn lá xum xê là gì? Là che chở bằng bóng mát yêu thương. Đó là nhiệm vụ của chúng ta. Hiểu chưa quý Phật tử? Cho nên mình ở đây, quý Phật tử có niệm Phật A Di Đà không? Có không? Nam mô A Di Đà vô lượng thọ, cái gốc cây đó. Nam mô A Di Đà vô lượng quang, thân cây đó. Nam mô A Di Đà vô lượng công đức, cái tàn cây đó. Hiểu chưa? Vậy mà cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà chẳng có một chút gốc rễ của vô lượng thọ, chẳng có một chút gì cái thân mạnh mẽ của vô lượng công đức, vô lượng quang, chẳng có một cái gì để gọi là che mát chúng sanh, gọi là vô lượng công đức cả. Cho nên mình niệm Phật như vậy, quý Phật tử ơi, Đức Thế Tôn nói, con niệm nhiều chừng nào, sự vô nghĩa đến với con nhiều chừng đấy. Nó tốn thời gian, nó tốn công sức, mà kết quả nó lại không có bao nhiêu hết. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên đó, mình ngày Phật đản mình phải hiểu Đức Thế Tôn gửi cho mình những thông điệp để cho chúng ta đi đúng đường, để dấu chân của ta hoàn toàn đặt vào dấu chân của Phật.
Từ xưa tới bây giờ, quý Phật tử đặt dấu chân của mình lệch hướng. Cuộc đời này là một bùng binh muôn ngàn lối rẽ. Chúng ta đặt cái chân của chúng ta bất cứ một lối rẽ nào đều nhằm vào dấu chân ma hết. Con đường về Phật là cao tốc vô hình. Hiểu chưa quý Phật tử? Cái cao tốc vô hình, sở dĩ mà thầy nói cao tốc có nghĩa nơi đó không có đèn xanh, đèn đỏ, không có chướng ngại vật gì hết trơn, mà băng 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 băng, cao tốc vô hình, nơi đó chỉ có dấu chân của Phật. Quý Phật tử lớn lên, quý Phật tử sanh ra giữa cuộc đời này nó là cái bùng binh, nó muôn ngàn lối rẽ lắm quý Phật tử ơi, nhưng mà rẽ lối nào quý Phật tử cũng vướng vào dấu chân ma hết. Cho nên phải làm sao đặt dấu chân của chúng ta đúng vào trong dấu chân của Phật. Mỗi một ngày, quý Phật tử thức dậy, mình đi trong nhà mình cũng vậy, mình đi chợ cũng vậy, hay là mình đi đến chùa cũng vậy. Quý Phật tử khi bước chân phải tới, bạch Đức Thế Tôn, con đang đến. Bước chân trái tới, bạch Đức Thế Tôn, con đã về. Bạch Đức Thế Tôn, con đang đến. Bạch Đức Thế Tôn, con đã về. Bạch Đức Thế Tôn, con đang đến. Bạch Đức Thế Tôn, con đã về. Để dấu chân của mình mãi mãi đều đặt vào dấu chân Phật. Để rồi tâm hồn của chúng ta mãi mãi về bên Phật, mãi mãi gần với Phật. Chứ nếu không, quý Phật tử cứ đi mà cái tâm của mình là tâm ma, thì bàn chân của mình đặt vào dấu chân ma. Hai người mặc áo tràng lam nắm tay đi vào chùa An Lạc. Rồi hai người hỏi thăm với nhau, chị hai ơi, bữa nay đô sụt hay lên? Quý Phật tử đi như vậy, có đặt dấu chân của mình vào dấu chân Phật không? Mình đặt vào dấu chân ma. Đi vào chùa mà hỏi đô nó lên hay sụt? Đi vào chùa hỏi chiếc cẩm thạch này mua nhiêu vậy chị? Thí dụ vậy. Thì quý Phật tử ơi, tất cả những cái đó chúng ta đã làm phung phí cái quỹ thời gian sống của chúng ta. Ở đây thầy không nói là sống lâu hay sống mau, mà quỹ thời gian sống đúng của mình. Hiểu chưa? Quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta có một cái mà chúng ta sai lầm lớn lắm. Chúng ta không trân trọng cái sự sống của mình một chút nào hết. Tôi, ví dụ như là mỗi sớm mai thức dậy, cảm ơn cuộc đời đã cho tôi sống để yêu thương, hiểu hơn. Tức là mình làm sao, không cần là mình sống lâu, thật là lâu, mà mình sống làm sao mỗi một ngày sống mà nó sống đúng, sống đẹp, sống đầy đủ ý nghĩa. Như vậy là quá, quá tốt rồi. Đằng này một ngày của mình kiểm tra lại mình sống không có đúng quý Phật tử à. Cho nên cái thông điệp Phật Đản Đức Thế Tôn gửi gắm cho chúng ta, cuộc sống chúng ta phải sống đúng như là một gốc cây. Tức là rễ phải bám chặt vào trong tâm Phật, để cái thân của chúng ta mãi mãi mạnh mẽ giữa tất cả những ngổn ngang phiền não của cuộc đời. Để rồi tâm của chúng ta mãi mãi tỏa một tàn cây bóng mát yêu thương. Để từng chiếc lá quý Phật tử ơi, nó hấp thụ tất cả những ánh sáng của mặt trời. Để nó kết nối từng cái hạt diệp lục tố của nó vào trong. Để nó có một màu xanh đặc thù của lá. Quý Phật tử là Phật tử của chùa An Lạc. Thì quý Phật tử phải làm sao hấp thu được ánh sáng bình yên của Phật, để mỗi một Phật tử của chúng ta giống như là từng hạt diệp lục tố của chiếc lá, mỗi một Phật tử kết nối yêu thương lại với nhau để tạo thành một đạo tràng an lạc đặc thù yêu thương nhất. Bây giờ quý Phật tử ngồi trong đây chưa bao giờ kết nối yêu thương được. Mỗi một người có một tần số riêng biệt, cứ phóng lên, cứ phóng lên, cứ phóng lên gì đó. Nhưng mà chưa bắt gặp nhau trong cùng một tần số sống. Chừng nào quý Phật tử ngồi trong đây mà mỗi một người kết nối yêu thương lại với nhau, thì quý Phật tử ơi, chúng ta mới xứng đáng là những đứa con của Phật. Đạo tràng có đọc kinh Phổ Môn không? Chùa mình này có đọc kinh Phổ Môn không? Có phải không? Trong cộng học kinh Phổ Môn hay là kinh Pháp Hoa có đọc không? Có không? Cái phẩm mà Bồ Tát Quan Thế Âm Ngài vô tận ý tặng cho Bồ Tát Quan Thế Âm sau chuỗi, nhớ không? Bồ Tát Quan Thế Âm mới chia sau chuỗi làm hai, một là cúng dường cho Thích Ca Mâu Ni, một cúng dường cho Đa Bảo. Cái sau chuỗi mà vô tận ý tặng cho Bồ Tát Quan Thế Âm,
Vô tận ý là gì? Là tất cả quý Phật tử ngồi trong đây sống với nhau hết tình hết ý, gọi là vô tận ý. Tức là yêu thương không bao giờ chất chứa trong bụng. Còn sâu chuỗi là gì? Là mỗi một Phật tử là một hạt chuỗi. Hiểu không? Cô Phật tử này, chú Phật tử kia, mỗi một người là một hạt chuỗi. Nhiệm vụ của chúng ta là làm sao cho hạt chuỗi này tròn và bóng. Trong đạo tràng của mình sống tròn chưa? Trong tâm của quý Phật tử bóng chưa? Và từng hạt chuỗi nó kết nối bằng một sợi dây, gọi là sợi chỉ yêu thương, kết nối lại với nhau. Hiểu không? Phật tử này, hạt chuỗi này mà chửi hạt chuỗi kia, nói xấu hạt chuỗi nọ, tức là đứt sợi chỉ yêu thương. Hiểu chưa? Cho nên thầy mong rằng cái thông điệp Phật đản Đức Thế Tôn muốn gửi gắm cho chúng ta, thông điệp đầu tiên mà thầy muốn nói, đó là sự sống tràn ngập yêu thương. Đơn giản như vậy thôi. Chúng ta có yêu thương, tức là chúng ta đi đúng đường. Chúng ta có yêu thương, trái tim của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng rộng mở. Tựa thể đầu xương ôm nắng sớm, lung linh phản chiếu vạn bình minh. Giống như là giọt xương ban mai, nó ôm ấp mười phương ánh sáng vào trong lòng của nó, để nó phát ra muôn ngàn tia bình minh rực rỡ. Là con của Phật mặc áo tràng lam, chúng ta phải làm sao trong trái tim của mình ôm ấp mười phương chúng sanh vào trong lòng để phát ra muôn ngàn tia đại nguyện. Như vậy mới gọi là cuộc sống yêu thương. Đạo Phật là đạo yêu thương. Đơn giản, quý Phật tử tụng kinh để làm gì? Để con yêu thương. Quý Phật tử tụng từng trang kinh, lật từng trang kinh, lật từng trang kinh, để quý Phật tử hóa giải từng trang kinh này thành yêu thương. Giống như một người nào đó, Đức Phật cho chúng ta đậu xanh, phổ tai, đường, dừa, vân vân. Để như vậy, để quý Phật tử đọc, không phải trả lại đậu xanh, đường, dừa cho Phật, mà hãy cúng dường lên cho Phật chén chè. Hiểu chưa? Quý Phật tử đọc từng trang kinh, đọc từng trang kinh, kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, kinh Niết Bàn, hay bất cứ kinh điển gì, quý Phật tử phải làm sao biến thành chén chè để cúng dường cho Phật, chứ không phải là tụng rồi trả lại. Đương nhiêu trả lại nhiêu, như vậy đâu có ý nghĩa gì đâu. Cái điều mà Đức Phật nói, con tụng kinh Niết Bàn để làm gì? Để con cúng dường yêu thương lên cho Phật. Con đi phóng sanh để làm gì? Để con cúng dường yêu thương lên cho Phật. Con công quả để làm gì? Cúng dường yêu thương lên cho Phật. Con công phu để làm gì? Cúng dường yêu thương lên cho Phật. Con tụng kinh để cúng dường yêu thương lên cho Phật. Vân vân và vân vân. Con ngồi nghe Pháp ở đây để làm gì? Bạch Đức Thế Tôn, con cúng dường yêu thương lên cho Ngài. Quý Phật tử nghe, để chi vậy? Để yêu thương được sinh ra. Cho nên hôm nay là ngày thứ tư của Phật đản. Phật đản là gì? Đức Phật sinh ra. Cái cúng dường chân chính nhất không phải chỉ đơn giản là trái cây, hoa, đèn. Không phải, không phải chỉ có những cái đó. Ngoài tất cả những cái nghi lễ để cúng dường đèn, hoa rực rỡ đó, thì quý Phật tử ơi, chúng ta phải đem ông Phật của chúng ta được sinh ra nè, để cúng dường cho Đức Phật đản sinh. Hiểu không? Đó mới là chân chính. Ngài Phật sinh ra, Ngài muốn trong tâm của mỗi Phật tử đều sinh ra ông Phật hết. Mình ngồi mình chưng cái bông, bình bông. Quý Phật tử ơi, nếu Ngài Phật đản, Ngài mà Phật chào đời, ông Phật sinh ra giữa cuộc đời này, mình cầm cái nhánh bông, mình cắt cụp, ghim vô trong bình, chế một miếng nước, để lên trên bàn Phật. Như vậy mà là mình cúng dường bình hoa cho Phật, không có Phật sinh trong tâm. Hoa là gì quý Phật tử? Hoa là một chúng sanh tuyệt vời. So với tất cả những chúng sanh khác, hoa là một chúng sanh thật sự yếu đuối, không có cái gì mà để phòng hộ phòng vệ hết. Mặc tình tất cả chúng ta ngắt, nhét lên lỗ tai, ngắt cài trên quy áo, thậm chí dò dò dục dưới chân, hoa cũng không thể nào mà chống trả lại mình hết. Hoa tượng trưng cho tình bạn, hoa tượng trưng cho quý phái, hoa tượng trưng cho sự thủy chung, hoa tượng trưng cho nét đẹp, hoa tượng trưng cho trái tim của Phật, vân vân, hay là hoa tượng trưng cho trái tim của mẹ luôn nữa. Nhưng mà khi mình trưng hoa, mình không có nói năng gì hết đó. Đáng lẽ ra mình là con của Phật,
thì trong tâm mình phải phát khởi ra một Đức Phật trong tâm trước khi mình chưng hoa cho Phật. Mình cầm một nhánh bông lên, hỡi tất cả những đó hoa, những người bạn cùng với chúng tôi trang nghiêm cho Phật. Xin phép các bạn cho tôi tỉa, tôi cắt, tôi gọt các bạn cho đẹp, để tôi cúng dường, để mà tôi trang nghiêm bạn cho Đức Thế Tôn. Bạn cũng trang nghiêm cho Phật. Chúng tôi, những Phật tử mặc áo tràng lam, cũng trang nghiêm cho Phật. Mỗi một người có một lời phát nguyện. Ngày xưa tôi phát nguyện, tôi là Phật tử màu lam. Tôi phát nguyện làm đó lam hiền, để tôi cúng dường cho Phật. Còn bây giờ các bạn phát nguyện làm đó hoa lan, phát hiện làm đó hoa huệ, phát hiện làm đó hoa cúc, hoa hồng, để các bạn cúng dường cho Phật cũng như tôi. Quý Phật tử ơi, mình cúng dường như vậy, mình chưng hoa như vậy, thì quý Phật tử ơi, hoa nó lâu tàn và lâu héo, bởi vì mình đã chuyển tải trong hoa tất cả những Phật tâm của mình. Còn mình chưng hoa mà cái tâm mình nó bực bội, mình chưng bông mà cái tâm của mình nó ngổn ngang, mình chưng sáng chút xíu là nó héo liền, bởi vì mình rót lửa vào trong hoa không mà. Hiểu không? Cái người chưng hoa nhìn là biết liền, cái người chưng hoa cái tâm họ như thế nào, 3 ngày sau cũng chưa tàn, bởi vì tâm của họ rất là mát mẻ, tâm của họ có Phật. Cho nên hoa nó tươi hoài. Hoa nó có một cái thần giao cách cảm tuyệt vời lắm đó quý Phật tử. Còn mình chưng mà tới sáng mới chưng cái gì tới trưa là nó héo rồi, tại vì cái cô đó đem lửa vô trong hoa, đem sân hận, đem bực bội, đem ngổn ngang vào trong hoa. Cho nên hoa nó chết sớm. Cho nên nếu mình chưng hoa như vậy đó, mình cắt cục, cái mình ghim vô trong bình, mình chế một miếng nước. Và mình chế một miếng nước như vậy đó, hoa nó nói rằng là cái bà hai này ở trong chùa An Lạc, bà chế một miếng nước vô trong mình của tôi, tức là bà đang viết bản cáo phó cho tôi. Hiểu không? Mình chưng bông mà mình chưng cái kiểu đó, mình ghim cái kiểu đó, rồi mình chế cái nước đại vô, rồi mình đem lên trên bàn Phật, mình để một cái cục, rồi mình quay mặt, mình bỏ mình đi. Tức là mình đang viết bản cáo phó cho hoa. Tức là hoa nó chưa chết, nó đang sống, cứ bằng là sống đau khổ ở trong cái một chút nước đó. Tức là cái chết đang chờ đợi nó, mà mình đã viết bản cáo phó cho nó rồi. Tức là mình chế một chút nước vào trong bình bông, mình đã khẳng định ngày cành hoa này đã chết, viết bản cáo phó cho nó. Là người con Phật, mình làm cái gì cũng phải có lòng yêu thương, làm cái gì cũng phải có ông Phật của mình cả. Mình đọc kinh cũng vậy, không phải trả lại kinh cho Phật, mà đọc kinh để chi vậy quý Phật tử? Là sứ giả có yêu thương, đọc từng trang kinh để rồi đem từng trang kinh này vào tận trang đời. Hiểu chưa? Chứ không phải đọc kinh rồi trả lại cho Phật, mà mình đem lời kinh mà mình đang đọc, tức là mình đọc từng trang kinh và mình đem từng trang kinh nào để mà mình đi thẳng vào cuộc đời, để mình làm cho cuộc đời đẹp hơn. Thầy nói ví dụ như bây giờ quý Phật tử đọc kinh đi, Nam Mô, ví dụ như là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát, mình đọc một câu Phật hiệu như vậy. Chữ Nam Mô là gì? Mình đọc xong mà phải đem vào trong cuộc đời. Nam Mô là gì? Là quay trở lại. Tức là con người của chúng ta giống như là một tên cùng tử trong phẩm Pháp Hoa, bỏ cha bỏ mẹ đi trốn sang quê người rồi, bây giờ quay trở lại. Hiểu không? Nam Mô là quay trở lại. Nam Mô là quy mạng lễ. Nam Mô là quay trở về. Đại từ đại bi là gì? Đại từ đại bi, đại từ đại bi là yêu thương lớn. Đại là yêu thương lớn. Đại từ đại bi là lòng yêu thương lớn, là trái tim mênh mông. Quán Thế Âm là gì? Lắng nghe âm thanh trong lòng của mình. Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát, tức là mình á, làm sao cái chữ linh này là tâm linh. Cảm là gì? Là tâm linh của mình có cảm thì tâm linh của Phật mới ứng lại cho chúng ta. Hiểu không? Thầy nói ví dụ như mình niệm Phật đi, mình phải muốn liên lạc với Phật, thì quý Phật tử phải đứng trong vùng phủ sóng của Phật để mà mình liên lạc với Phật. Còn đứng ở ngoài vùng phủ sóng mà liên lạc với Phật thì sao gặp được? Hiểu không? Sống của Phật là gì? Sống yêu thương. Đứng trong vùng phủ sống của Phật là gì? Là lòng của mình phải có yêu thương. Đôi mắt phải có yêu thương, lỗ tai phải có lắng nghe yêu thương, lỗ mũi của mình hít thở cái hương vị yêu thương, miệng của mình ăn và nói phải có yêu thương,
84.000 lỗ chân lông của chúng ta phải phát ra ánh sáng của yêu thương. Bàn tay giơ lên để xuống phải có yêu thương. Bàn chân của mình phải đặt vào trong dấu chân của đấng yêu thương. Hiểu chưa? Thì có như vậy tức là chúng ta đang đứng trong vùng phủ sóng của yêu thương. Thì quý Phật tử ơi, thầy nói thiệt, quý Phật tử niệm cái gì là linh cái đó. Còn mà mình đứng ngoài vùng phủ sóng rồi lại hoài luôn cũng không được. Hiểu chưa? Tại vì mình đứng ngoài vùng phủ sóng là làm sao liên lạc được. Điện thoại của mình đứng ngoài vùng phủ sóng mình liên lạc còn không được nữa, huống chi cái điện thoại tâm linh của mình. Mình đứng ngoài vùng phủ sóng mãi mãi không liên lạc được với Phật một miếng nào cả. Hiểu chưa quý Phật tử? Cho nên cái mà thông điệp Phật đảng muốn gửi gắm cho chúng ta là cuộc là sự sống đúng này và yêu thương của chúng ta. Hãy yêu thương và sống đúng. Quý Phật tử ơi, sống đúng có nghĩa là gì? Mình ăn, mình phải biết mình đang ăn. Mình ngủ, mình phải biết mình đang ngủ. Mình đi, mình cũng phải biết mình đang đi. Và nếu mà mình sống mà mình biết như vậy là sống đúng. Cho nên khi mình sân lên, mình biết mình đang sân, thì lòng sân của mình từ từ biến mất. Hiểu không? Sở dĩ mà mình không có sống đúng, cho nên sân lên, mình không biết luôn. Rồi nó dẫn mình đi. Mình lầm lũi mình đi một hồi cái bắt đầu mình, trời ơi nãy giờ nói bậy bạ trong chùa vậy ta, mặc áo tràng lam mà đứng chửi tầm bậy quá. Tại vì sao? Mình không biết mình đang sống, cho nên sân nó dẫn mình đi. Còn biết mình đang sống, sân nó vừa khởi lên đè nó xuống liền, không cho nó nhảy ra khỏi bờ môi. Còn mình trong chùa mà mình tu, mình để cho cái sân mình nó chế ngự trong bờ môi của mình, quý Phật tử ơi, người ta gọi là ta nghiệp nói sao ta? Nghiệp tụ dành môi. Ở bên bờ môi của chúng ta đó, thường thường giống như bây giờ quý Phật tử vô trong đạo tràng chùa An Lạc nè, thì cái người ngồi trên bờ môi của mình là Bạch Y Đại Sĩ, tức là Quan Âm. Ngồi trong đây hiền dữ lắm, Bạch Y Đại Sĩ. Nghe pháp xong rồi đi về, bước ra khỏi cổng chùa, Bạch Cốt Tinh. Ớn không? Bây giờ là Bạch Y cư sĩ hiền dữ lắm luôn. Thầy ngồi trên đây thầy nhìn xuống, quý Phật tử ơi, nói không phải nịnh, quý Phật tử hiền như Phật. Hiện tại bây giờ nè, cái đó là không phải là nói dối. Bởi vì sao vậy? Có những khoảnh khắc chúng ta đặt hết tâm tư của mình để cúng dường cho Phật, toàn thân của mình cúng dường cho Phật, thân khẩu ý của mình cúng dường cho Phật, lúc bấy giờ khuôn mặt của mình là khuôn mặt Phật. Đặc biệt lắm quý Phật tử. Nhưng mình khác với Đức Thế Tôn. Ngài tưa Thái tử Di Đạt Đa, ngồi 49 ngày, Ngài đã biến đôi mắt của Ngài thành Phật, miệng của Ngài thành Phật, toàn thân của Ngài thành Phật, rồi bước chân đi của Ngài thành Phật. Thầy nói cả 84.000 lỗ chân lông của Ngài thành Phật. Nhưng mà Ngài giữ được 80 năm trời là Phật. Rồi bây giờ 2.566 năm trôi qua rồi, Ngài vẫn còn giữ được cái chữ Phật ở trong Ngài. Còn mình thì bây giờ ngồi đây, khoảnh khắc tuyệt vời, mặt ai cũng giống Phật. Bước ra khỏi cổng chùa, con hỏng hứa giữa Như Lai. Thấy không? Ngồi trong đây cái miệng của mình giống Bạch Y Đại Sĩ, mà bước ra khỏi cổng chùa không phải là Bạch Y Đại Sĩ, Bạch Cốt Tinh. Bước ra khỏi cổng chùa, thằng nhỏ nó đạp xe đạp, nó đụng mình một phát, gách cái áo tràng của mình. Lúc bấy giờ tay chân nó run hết, miệng lập bập, cái giận nó lên tới cổ họng, nghiến răng nghe kẹo kẹo. Bữa nay mày đụng tao nhầm cái bữa thứ tư Phật đản, mày đụng ngày khác là răng môi mày lẫn lộn rồi con ơi. Hiểu không? Thì lúc bấy giờ cái Bạch Y Đại Sĩ của mình nó sẽ biến thành Bạch Cốt Tinh. Mình thấy mặc áo trắng trắng, nhưng mà không phải áo trắng của Phật Bà Quan Âm, mà áo trắng của Bạch Cốt Tinh. Mà Bạch Cốt Tinh là gì? Là bộ xương trắng khoác ở bên ngoài chiếc áo tràng lam. Bộ xương trắng là gì? Không còn sự sống. Bạch Y Đại Sĩ là gì? Tức là có sự sống. Mặc áo tràng lam mà có sự sống, tức là mình kiềm chế được cảm tính của mình, mình kiềm chế, mình đè nén được lòng sân, lòng tham của mình, thì đó là Bạch Y Đại Sĩ. Còn bộ xương thôi, tức là xác sống chứ không phải là sự sống. Tức là mẹ chửi tao, tao chửi con mẹ lại, thí dụ vậy. Thì quý Phật tử ơi, nói như vậy có nghĩa là mình là xác sống chứ không phải là sự sống. Mình là bộ xương trắng khoác lên trên mình chiếc áo màu lam. Thầy hỏi thiệt, đạo tràng chùa An Lạc bữa nay ai là bộ xương mặc áo lam đâu? Không dám giơ tay lên phải không?
Mà thiệt sự bữa nay mình là bạch y đại sĩ. Thầy nói thiệt, trong giờ phút long trọng và trang nghiêm này, tất cả chúng ta đều là con của Phật. Con trai là hoàng tử của Thế Tôn, con gái là công chúa của Như Lai. Hiểu chưa? Tất cả chúng ta đều là con của Phật hết. Nhưng mà điều thầy nói thiệt luôn, công chúa của Thế Tôn, công chúa của Như Lai lụm cụm nhiều quá. Hiểu không? Có hai con quỷ mà nó đứng đón mình đó, đứa mặc áo trắng, đứa mặc áo đen đó. Con quỷ đen nó nói, chàng ơi, cái đạo tràng chùa An Lạc tóc bạc nhiều quá. Huynh ơi, em thèm mấy bà tóc bạc, mấy ông tóc bạc quá. Cái con áo trắng nó nói, huynh sao chứ tôi khác. Tôi già trẻ bé lớn gì tôi thèm ráo hết luôn. Tôi thèm luôn cái ông giảng sư đang nói chuyện luôn nữa. Hiểu không? Cho nên cái vô thường nó thèm sạch hết quý Phật tử. Và sự ra đi của mình không có kể tới tuổi tác. Cho nên cái điều mà Đức Phật muốn gửi thông điệp đến cho tất cả chúng ta đó, là phải hiểu rõ cái sự sống chết. Hồi nãy mình có đọc mà, không phải dẫn cho mình thoát ly cái đi, cái sự sống chết, nhưng mà làm cho mình không còn sợ nữa tất cả những sự sống chết. Cái điều quan trọng là lúc mình còn sống, mình làm được những gì quý Phật tử à? Điều thứ nhất, làm được những gì cho mình và cho người. Điều thứ hai, đừng bao giờ làm những gì, nói những gì, suy nghĩ những gì làm quen ố giọt máu tinh khiết mà Đức Phật tặng cho mình. Đó mới là điều quan trọng, biết không? Phật đản đến, chúng ta mừng, bởi vì đây là cái ngày tạm thời nói là tuyệt vời nhất. Bởi vì có Đức Thế Tôn đản sinh thì bây giờ mới có chúng ta ngồi ở đây. Chỉ có Thế Tôn nhường cho chúng ta 40 năm công đức mà bây giờ chúng ta mới không bị ma đưa lối, quỷ đưa đường. Nhờ sự che chở 40 năm công đức đó mà quý Phật tử mới có thể quy Tam Bảo được. Quý Phật tử mới có thể ngồi đọc kinh được, quý Phật tử làm điều thánh thiện được. Chứ nếu không có 40 năm công đức che chở của Đức Thế Tôn, giờ này mình là ma hết rồi quý Phật tử à, hiểu không? Đôi mắt Phật của mình biến thành đôi mắt ma, cái miệng Phật của mình thành cái miệng của ma luôn rồi. Hiểu không? Nhờ 40 năm công đức đó mà che chở cho chúng ta đến tận ngày hôm nay. Cho nên cái ngày xưa mà sở dĩ Đức Thế Tôn mà thành đạo hay là đản sanh xuống cái cõi Ta Bà này, đầu tiên hết là Đức Thế Tôn nhìn thấy rõ ràng sự phân chia giai cấp, phân biệt chủng tộc ở tại Ấn Độ. Một chú bé cát tường là giai cấp ngoại cấp, tức là Ấn Độ có 4 giai cấp, tức là Bà La Môn là giai cấp mà tăng lữ của đạo Bà La Môn, rồi Sát Đế Lị là vua chúa, Phệ Xá là thương buôn này kia, rồi Thủ Đà La là nô lệ. Nhưng mà 4 cái giai cấp này có một giai cấp dưới giai cấp nô lệ nữa là giai cấp ngoại cấp. Thì em bé cát tường này mới nói đi chăn trâu chăn bò cho những giai cấp lớn. Ngày hôm đó con lỡ con đụng vào mình của những người đó, họ đánh con bầm dập hết, rồi họ đi tắm 7 ngày cho sạch cái mùi ngoại cấp của con. Bạch Đức Thế Tôn, con trâu đụng vào họ, con bò đụng vào họ, thậm chí con chó con mèo đụng vào họ, họ không đi tắm, họ không đánh đập. Còn con là một con người mà, Bạch Đức Thế Tôn, nhưng tại sao họ đối xử với con như vậy? Cho nên chính cái sự phân chia giai cấp đó mà Bồ Tát Hộ Minh mới đản sanh xuống cái cõi đất nước Ấn Độ để san bằng đi tất cả những hố hầm phân chia giai cấp, để cho con người biết yêu thương con người, để cho con người biết yêu thương động vật, để cho con người biết yêu thương cỏ cây hoa lá trên cuộc đời này, để con người có cơ thể cân bằng sự sống. Quý Phật tử ơi, cái sự phân chia giai cấp đến bây giờ Đức Thế Tôn vào Niết Bàn rồi mà sự phân biệt chủng tộc ở trên thế gian này vẫn còn. Một em bé Châu Phi là một bài thơ mà Liên Hiệp Quốc chấm hạng nhất luôn. Em bé Châu Phi làm bài thơ như thế này: ngày tôi sanh ra tôi là màu đen, tôi lớn lên tôi cũng màu đen, tôi đi trong nắng tôi cũng màu đen, tôi đi trong mưa tôi cũng màu đen, tôi bị bệnh tôi cũng màu đen, và ngày tôi chết tôi cũng màu đen. Hỡi các bạn da trắng, ngày các bạn sinh ra các bạn màu hồng, các bạn lớn lên, các bạn màu trắng. Các bạn đi trong nắng, các bạn màu đỏ. Các bạn lạnh, các bạn màu xanh. Ngày các bạn chết, các bạn màu xám. Các bạn thay đổi màu một cách liên tục. Vậy mà các bạn gọi dân Châu Phi của chúng tôi là dân da màu.
hiểu không? Họ chỉ có một màu, một là màu đen thôi, đâu có thay đổi màu đâu. Nhưng mà dân da trắng đó thì sanh ra đỏ, lớn lên hồng, đi trong nắng, lớn lên trắng, đi trong nắng nó đỏ. Nhưng mà trời lạnh thì nó xanh, tới chừng chết thì nó xám. Thì các bạn ơi, các bạn da trắng, các bạn thay đổi màu một cách liên tục, vậy mà các bạn gọi tôi là dân da màu. Hiểu không? Đến bây giờ nó vẫn còn có sự phân biệt chủng tộc như vậy. Thì ngày xưa Đức Thế Tôn bước xuống đất nước Ấn Độ, Ngài đã gióng lên những hồi trống oai hùng, Ngài đã gióng lên những tiếng chuông cảnh tỉnh để cho con người xóa đi tất cả những hố hầm phân chia giai cấp bằng một câu nói thật là vĩ đại. Không có sự phân chia giai cấp, trong giọt máu cùng đỏ và trong giọt nước mắt cùng mặn. Hiểu không? Thì bây giờ tất cả chúng ta ngồi ở đây, quý Phật tử phải làm sao? Đi theo dấu chân của Phật, đặt dấu chân của mình vào trong dấu chân của Phật. Để quý Phật tử ơi, chúng ta hãy san bằng tất cả những cái hố hầm phân chia giai cấp đó. Trong cuộc sống của chúng ta, bước chân vào trong đạo tràng chùa An Lạc, chiếc áo kỹ sư, chiếc áo bác sĩ, chiếc áo giàu, chiếc áo nghèo, chiếc áo mà có học thức, chiếc áo bình dân, máng ngoài cổng chùa. Tất cả chúng ta vào trong đây bằng một cái tâm bình đẳng là tâm yêu thương. Hiểu không? Ở trong đây không có giàu, không có nghèo, không có giáo sư, không có kỹ sư, không có bà bán hàng rong, không có cái cô quét rác. Tất cả chúng ta đến trong đạo tràng này phải đến bằng một cái chiếc áo tràng lam, tức là trang phục của yêu thương. Và bước vào trong đây là thánh địa của yêu thương. Để rồi tất cả chúng ta xây dựng nơi đây bằng tất cả những tần số của yêu thương, để mỗi một Phật tử của chúng ta bắn lên trên không gian không trung này những tần số của yêu thương, để bắt gặp nhau trong cùng tần số yêu thương đó. Hiểu chưa? Thì có như vậy đó thì chúng ta mới đón chào Phật đản một cách tuyệt vời nhất nha quý Phật tử. Còn nếu không đó, mình đi đến đây mình nghe pháp, cuối cùng rồi về nhà cháu ngoại nó nói: bà ngoại ơi, bữa nay ngày 11 bà vô trong chùa An Lạc, bà nghe pháp, bà kể con nghe với. Tao nhớ tao chết liền đó. Tao dựa cột tao ngủ không. Hiểu không? Thì chết rồi. Ví dụ vậy đó, mấy bà già là vô là cứ dựa cột ngủ, không có nhớ gì hết. Cháu ngoại hỏi trong chổng rồi thì, thầy giảng sư nói gì ngoại kể con nghe với ngoại. Bữa nay con đi không được, tao nhớ tao chết liền đó. Không nghe, mấy bà già tội nghiệp vậy. Mình phải làm sao? Tất cả chúng ta phải lắng nghe. Không phải lắng nghe giảng sư thuyết pháp, mà quý Phật tử ơi, từ cái âm thanh của một giảng sư truyền đạt đến cho chúng ta, chúng ta phải lắng nghe trong trái tim của mình lên tiếng. Hiểu chưa? Mình lắng nghe lòng yêu thương của mình lên tiếng, để trong khoảnh khắc tuyệt vời và thiêng liêng này, lòng yêu thương của chúng ta đang tràn về, để rồi đôi mắt của chúng ta tràn ngập yêu thương, lỗ tai của chúng ta lắng nghe những âm thanh yêu thương, lỗ mũi của chúng ta hít thở hương vị yêu thương, miệng của chúng ta nói những ngôn ngữ yêu thương, và toàn thân của chúng ta hiện tại nơi đây phát ra muôn ngàn tia sáng của yêu thương. Có như vậy thì đạo tràng An Lạc mới thật sự an lạc. Không có yêu thương không bao giờ có an lạc đâu. Và kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, hôm nay là ngày thứ tư nói về Phật đản. Quý Phật tử cũng đã được tất cả các vị hòa thượng thượng tọa giảng sư đến đây để truyền đạt cho quý Phật tử tất cả những cái thông điệp về Phật đản cho quý Phật tử nghe rồi. Thì hôm nay đây là ngày thứ tư, chúng tôi cũng nhận được lời mời của Đại Đức Trụ Trì đến đây gửi gắm một chút cái, người ta gọi là một chút cái tâm tình. Không phải là để cho một vị giảng sư nói cho tất cả quý Phật tử nghe, mà tất cả chúng ta cùng lắng nghe và đem cái trái tim yêu thương của mình cùng với nhau cúng dường lên cho Phật đản. Giảng sư cũng cúng dường và tất cả quý Phật tử cũng cúng dường tất cả những cái lòng yêu thương từ trong trái tim của mình cúng dường lên cho Phật đản. Và hôm nay với cái thời gian cho phép, chúng tôi xin kết thúc cái đề tài thông điệp từ Phật đản tại chỗ này. Và kính chúc Đại Đức Trụ Trì chùa An Lạc đôi hoa môi luôn rộ nở những nụ cười và luôn luôn lúc nào cũng tràn đầy nhựa sống để lèo lái con thuyền của chùa An Lạc để đưa toàn thể quý Phật tử trở về bên bến bờ bình yên của Phật.
Và Thầy cầu chúc cho tất cả quý nam nữ Phật tử, những hoàng tử của Thế Tôn, những công chúa của Như Lai đang ngồi trong đây, tất cả nam nữ Phật tử của chúng ta, đôi mắt luôn biết cười, nụ cười luôn biết nói, lời nói luôn biết thương, tình thương luôn biết đạo, và tâm đạo mãi mãi xích lại gần nhau. Thần ái kính chào toàn thể đạo tràng.